Thank you.
Thank you.
Đây, đây đi được rồi. Ngoan đi. Ở đây nè. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Nick,
Thank you.
Thank you.
Thank you.
nhà nhá. Anh lấy rau đi bán á. Để xong rồi anh mua thịt cho nhé. Ôi trời. Nhà chung nhà cho anh nhé. Đi kia. Ôi, buồn ngủ lắm à. Buồn ngủ quá. Ơi, ở nhà nhá. Ở nhà trông nhà cho anh đi anh bán rau xong tí nữa về anh mua thịt cho mà ăn nhá. Được chưa?
trồng cây rồi. Ôi, thế là hết rồi. Không còn quả to mang về đâu. Lắp mấy con để xem thử nhé. Hai con này trống và trống này. Con này chắc là mái này. Ở nhà cháu có mấy con cháu con đấy, là cháu đi bán rau ở nhà nó chờ, là mua ít thịt xay để cho nó ăn. Cháu tự đan đấy cô ạ. Vâng. Cô có dùng mùi này cháu đan rồi mang xuống cho. À cô không dùng ạ? Vâng. Thế ơi cháu đi về đây, cháu chào cô nhé. Thấy về nhà. Ôi trời ơi. Em đói rồi, anh chưa thấy về mà nấu cơm cho em ăn nhà. Đây tí nữa anh nấu anh lấy thịt ra nhá. Tí 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 tí. Tí 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 tí. Tí 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 tí.
mít. Thank you.
Oh.
Oh.
Thank you.
này. Chà nhỏ. Ở quả này đi ngủ đi. Không quả này. Đâu đưa nhà cháu là mấy thằng thanh niên đẹp trai này mà đưa cháu ra đây với cả này nhá. Vâng. Cân này. Một cân 10.000 quá. Dạ cô ăn thử đi. Nó như thế dưa chuột. Cô ăn thử miếng đi. Bố bé thì bố to ai ăn được. Đây cháu bổ nhỏ ra mà. Bổ nhỏ ra xem nha. Sáng cái này sáng nay cháu mới vặn. Những quả này cũng thế à? Vâng. Một loại một loại à? Vâng, một loại cả. Rồi đã chị cô dưới này á. Mềm là ngon này. Sâu. Nhưng mà bọn nó hay là bọn nó tầm cắn nhỉ hay nhỉ? Bọn này chín không chị? Chín chưa? Đây bọn này chín này. Ui, còn một con gì nữa. Đâu có chọn. Nước dưa này chưa ngon này. Hay quả hả? Thế để em mượn cân nhá. Em mượn cân. Cô chọn đi cô. 10.000 một cân cô ạ. À. Cô lấy quả vàng này á? À đây thì đây để cháu mượn cân. Cô ơi cho cháu mượn cái cân, cháu cân dưa nhá. À không, cháu là nếu mà cháu cúng thế thì cháu là cũng được này. Cháu đưa cốc này nhà cái túi đó. 1 cân 2 cháu lấy 1 cân 10.000 cô ạ. Thế thì bảo 10.000. Vâng, cái chuột trên núi, trồng không có cũng không ạ. Mình cứ trồng ra đấy thì đủ cỏ đấy mà. Đây nhá, mua cỏ đẹp trai này là mua hơn cả cái cỏ đồ nhá. Đó, đẹp trai được. Ờ, đúng rồi. Ở nhà nhau ăn keo à? Vâng, nhau đi rừng. Không biết mua ấy. Bao nhiêu nhỉ? 15.000. Có túi chưa? Có túi. Có túi rồi cô ạ. À? Có túi nè. À của chị à? 15.000. Cô lấy đi cô. Ăn thử đi con.
nó cháu bổ một quả nó trời từ nó cắt này ra ngoài là nó bổ nó cho con thì nó thấy nó không lấy bỏ hay nó cho nó thôi dạ bỏ rồi á không bở đâu con. Ăn được không? Được, quả chín ngon lắm. Bán cân bao nhiêu? Cân 10.000 ạ. Quả nào cũng ăn được. Ăn đi. Vài chấm đường còn nữa. Cho chấm đường. Nó bán này lên đấy em làm. 25.000. Đó chỉ là chị tủ được. Xin ha. Không ngon. Thế nào đâu? Mẹ bé bé nhé. Anh ơi cho xin ngọt. Không biết là chín bở ra mình cho lấn đường được không? Nhưng mà mỗi cái loại mà ngoài kia nó lấy bở. Lấy quả mềm đi bà. Mềm quá. Chín là một. Nhưng mà quả này là chín, quả này thơm lắm. Đấy, đúng rồi, bà chọn kéo đấy. Không, đúng quả bé thôi. Lấy quả bé ra. Bà chọn thêm đi. Bà chọn thêm đi. Thank you.
lấy cô 55.000 thôi. Ừ. Ừ. Để cháu thêm cái túi cho nó chắc thôi. Thôi còn ít em bán 5.000 đồng kìa. Đúng hả? 5.000 đồng. 5.000 đồng bác ạ. Quả này màu như kiểu là quả lấy ra chứ đây quả lại cơ hội môn một tí to mà. Đấy là nó cũng sâu ở trong lắm, nó cũng thối lắm, không vào trong được. Vâng, 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 vâng. Không, sáng nay con đi đấy. Sáng
được mà. Đi bán ăn tinh ôi cháu gửi cô ấy cân nhá. À cả bao rồi. Ôi thế nó bán hết rồi. Rồi cháu chào bác nhé, cháu đi về trước đây. Sao không có? Hàng này hàng tổng hợp có hết chứ. Đây này mua cái thú đâu về này. Bộ này nó sạch hơn nhỉ. Cái này mát hơn à? Cái này bao tiền đấy? 6 quốc. Cái này bảo ra cái quà cho lên. Có mạng luôn rồi đâu phải không? Sài Gòn được một trai một gái về nhà đây. Nhà không được lùa gà đâu nhá, thấy chưa? Thì anh nuôi anh còn làm giống nữa, nó còn đẻ trứng ra đấy, nó đẻ trứng ra nó còn sinh sản ra đấy, không được lùa gà đâu biết chưa? Ừ? Lùa gà là anh hư là anh đánh vào đít đi nhá. Ừ? Ừ? Nằm đây để anh đi mở cửa anh lấy cơm cho mà ăn. Ừ?